Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một truyện ngắn, Những Chuyện Thầy Kể của tác giả Mai Anh. Mai Anh mà chúng ta đã từng được làm quen qua những cái bộ truyện, và đặc hiện điển hình nhất là bộ Pháp Sư Tự Truyện Huy phát trong 3 tập trong năm vừa rồi. Cũng lâu rồi Mai Anh mới quay trở lại với kênh chúng ta. Tập truyện ngày hôm nay là một cái mô típ khá là quen thuộc mà quý thính giả yêu thích cũng rất là nhiều. Đó là một chuỗi những cái câu chuyện ngắn được thầy kể lại, theo như trong nội dung truyện là như vậy. Chúng ta cùng nghe, cùng thưởng thức nhé. Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng bước vào chuyện của tối ngày hôm nay, Những Chuyện Thầy Kể, tác giả Mai Anh. Tôi là một học sinh cao trung, được xếp vào lớp loại giỏi, là loại được trường tiến cử luôn. Từ lúc giữa năm, lớp tôi có thầy dạy toán mới. Thầy kể lại cho chúng tôi nghe nhiều chuyện mà thầy từng trải qua, hoặc đã nghe qua mà thấy hấp dẫn. Sau đây tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe những cái câu chuyện thầy tôi đã kể đó. Tôi sẽ xưng danh bằng tên của những nhân vật trong câu chuyện đó luôn, để cho mọi người dễ hình dung hơn. Câu chuyện thứ nhất, kỳ nghỉ tốt nghiệp đáng nhớ. Tôi là Tiến Đạt, hiện vừa tốt nghiệp Đại học Nông Lâm và đang tìm việc làm. Thế nhưng chỉ vừa vài tuần trước, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp, thì đã có một kỷ niệm vô cùng đáng sợ xảy ra. Đó là vào khoảng lớp tôi lựa chọn biển Sầm Sơn để đi chụp kỷ yếu. Ê chứ mày, có mang quần áo lớp đi hết chưa đó? Hà Vi, lớp trưởng lớp tôi đang tréo gọi. Tôi cùng với vài thằng con trai nữa đang hút thuốc ở sân trường, thì nhanh chóng vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm đi, rồi khoác ba lô leo lên xe khách. Biển Sầm Sơn chán bỏ sự ra. Tao đi một năm mấy lần mà chẳng có gì hay ho. Sao không đi cửa lò xem sao? Thiên An cầm cái giũa móng tay lên tiếng. Thôi mày im đi. Mày tưởng đứa nào nhà cũng giàu như mày được mà đi chơi tiêu tiền suốt hả? Đợi cô chủ nhiệm lên, chúng tôi mới bớt lời qua tiếng lại. Cô chủ nhiệm của tôi tên là Hồng Anh. Cô đề nghị cho lớp lên Đà Lạt chơi, nhưng chúng tôi lại thích bay nhảy ra biển hơn. Học hành suốt mười mấy năm, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi biển nó có cái gì cơ đó. Nay vừa hay học xong nên muốn cùng lũ bạn ra biển đóng băng cho đúng tâm trạng. Xe đón chúng tôi ở trường từ 4 giờ sáng. Cả đêm hôm qua, tôi cùng lũ bạn háo hức chat cả đêm, bàn bạc về chuyến đi mà chẳng có ngủ được. Tôi ném mấy bộ quần áo rồi sạc điện thoại các thứ cho vào trong ba lô. Tôi mang có mấy cái thôi, đã thấy nhiều rồi. Mà đến trường thấy bọn con gái mang còn khủng hơn. Chúng nó mang cả vali. Riêng con Thiên An còn mang cả hai cái vali chứ không phải một. Tôi thầm nghĩ bụng, chắc chúng nó tính chuyển nhà đi hay cái gì. Trên xe lớp tôi trò chuyện rôm rã lắm, ngắm nhìn từng lớp thành phố mà xe đi ngang qua bên ngoài cửa sổ. Thật buồn làm sao khi đây là chuyến đi thanh xuân cuối cùng, kết thúc thời sinh viên của chúng tôi. Đến trưa chúng tôi mới tới được Sầm Sơn. Xe dừng ở khách sạn mà Thiên An đã đặt giúp cho cả lớp. Nó đi nhiều nên cũng có kinh nghiệm chọn chỗ nghỉ hơn chúng tôi. Bác Tài đánh xe vào lề đường, cả lớp nháo nhào xuống xe. Đứa thì ngồi bồn cây ven đường chẳng buồn đứt dậy, đứa thì nôn ọe đầy cả ra. Cô Hồng Anh giúp mấy đứa say xe thấy ổn hơn một chút thì chúng tôi mới vào trong khách sạn. Cô và Thiên An ra bàn tiếp tân lấy chìa khóa phòng. Chúng tôi lấy cả thảy 4 phòng mà toàn là phòng 3 giường thôi. Lớp tôi có đúng vỏn vẹn 5 thằng con trai nên mấy thằng ở chung một phòng, còn lại thì nhường cho bọn con gái và cô giáo cho thoải mái. Con trai chịu thiệt, chật chội một chút cũng không sao. Xếp đồ vào tủ xong thì mấy thằng trong phòng kéo rèm cửa sổ ra mà nhìn. Quả nhiên Thiên An chọn có khác. Khách sạn của chúng tôi nhìn thẳng ra biển, xung quanh tầm nhìn tốt, không bị những tòa nhà khác che chắn. Phòng tôi có 5 thằng: thằng Duy, thằng Tiến, thằng Hưng, thằng Hoàng và tôi.
Cả năm thằng thì thằng nào cũng điên như nhau, nên căn phòng chẳng có lúc nào được yên ổn. Tôi nằm trên giường một lúc thì bật dậy nói với mấy thằng kia: "À, sang phòng bọn con gái chơi đi tụi bay, chúng nó có khi mang cái gì hay ho đó." Mấy thằng liền đứng phắt dậy, mặc cái áo phông, quần đùi, rồi tông cửa chạy ra. Phòng chúng tôi nằm đối diện với phòng mấy đứa con gái nên không phải đi xa. Tôi đập cửa phòng gọi chúng nó ra mở cửa. Thằng Hưng nó đánh tôi một cái rúp rồi chọc quê: "Trời ơi, cửa có chuông nè mày ơi, có chuông không bấm mà đi đập cửa, cái đồ nhà quê này." Nhìn lại thì thấy đúng mình là nhà quê thật, chuông ngay kia không bấm mà đi đập cửa ầm ầm lên. Ai mà nhìn thấy kiểu gì cũng cười cho tôi thối mũi mất thôi. Con Mai Anh ra mở cửa cho chúng tôi. Con này ở lớp ít nói lắm, nhưng được cái câu nào là chất câu đó. Thế nên lớp tôi mới đặt biệt danh cho nó là phù thủy ngôn ngữ. "Chứ mày sang đây ngắm gái hay gì?" "Thề với mày luôn đó mày anh, mày đọc được suy nghĩ của bọn tao hay giờ, đoán ngay phốc luôn á." Thằng Duy đập tay. Năm thằng tôi được vào phòng của bọn con gái. Má hời, phòng chúng nó đẹp dã man. Ngay từ khi bước vào đã ngửi thấy cái mùi thơm nức, chắc là xịt nước hoa. Phòng này có ba đứa ở chung, mà toàn thành phần chăm học ít nói thôi, nên lúc mấy thằng con trai chúng tôi đi vào cũng chẳng có chuyện gì để bắt chuyện cả. Con Mai Anh sẵn tiện nhờ bọn tôi đẩy hai cái giường sát lại gần nhau để ba đứa nó nằm chung. Tôi tặc lưỡi vì chưa gì đã bị sai rồi. Gái còn chưa ngắm được đứa nào thì đã bị sai giặt. Ở bên phòng con Mai Anh chán quá nên bọn tôi lại sang phòng của con Thiên An. Con này màu mè hoa lá lắm, nên kiểu gì cũng có vài ba cái hay ho để mà xem. Vừa bấm chuông, cái bọn trong phòng đã ào ra mở cửa. Con Thiên An thấy chúng tôi thì lôi ngay vào hội tự sướng của nó. Chúng nó bắt bọn tôi nào là tạo phông nền cho nó chụp ảnh, nào là đóng vai phục vụ phòng để chúng nó check in sang chảnh. Tiền sự bố nó, sống ảo triết quen thân ra. Đang chật vật với con Thiên An thì Hà Vi bấm chuông vào phòng gọi cả lớp đi ăn. Thế là tôi mới thoát được. Thấy cũng tội cho con Hà Vi. Từ lúc mới có kế hoạch đi cho tới bây giờ, lúc nào cũng lắm việc nhất. Nào là tìm mẫu quần áo cho lớp, thống nhất ý kiến của lớp để ghi chép lại, xong rồi còn tính toán tiền nong. Lúc đến đây chúng tôi còn đang chơi đùa thì nó phải cùng cô Hồng Anh đi với đầu bếp để đặt món, rồi lại chạy sang gọi cả lớp đi ăn. Đó mới chính là lớp trưởng tốt bụng, tâm lý của bọn tôi đó. Chúng tôi ăn ở trên tầng 8. Chỗ này nhìn ra biển khá đẹp, nên tôi cũng rủ bọn thằng Hưng ra chụp mấy cái ảnh làm kỷ niệm. Ăn uống xong tính rủ nhau ra biển chơi, mà trời nắng quá phải chờ đến chiều chiều. Lúc đi về lại phòng, tôi mãi bấm điện thoại nên chỉ nhớ là mấy thằng kia đi xuống dưới khách sạn mua đồ ăn vặt, bia bọt vậy thôi, chứ cũng chẳng rõ là có những thằng nào đi. Tôi về phòng thì kéo hết rèm lại cho đỡ nắng. Còn thằng đi sau tôi, nó vừa về đã chui vào trong nhà tắm. Tôi bấm điện thoại suốt nên kệ chúng nó, cũng không thèm quan tâm. Tôi có một em người yêu khóa dưới rất là xinh. Em vừa ngoan ngoãn lại học giỏi. Mấy lần tôi đưa về nhà chơi, bố mẹ ai cũng giục tôi cưới ngay đi, không thì sợ một đứa tốt như vậy sẽ có người hốt mất. Tôi cũng ngỏ ý với em là nếu học hành mệt quá thì về nhà anh làm dâu. Nhưng em nó thẳng tính mà có chính kiến lắm. Em muốn sau này có công việc làm ăn ổn định cơ. Em còn nói làm ra tiền nuôi tôi, còn tôi chỉ cần ở nhà lo cơm nước trông con thôi mọi người à. Xem như vậy mà mát mặt không? Nói như thế thôi, chứ tôi với em mến nhau từ năm cấp 3 lận. Yêu nhau nên mới thi chung vào Đại học Nông Lâm. Ngay từ lớp 12, tôi đã xác định sẽ cưới em, nên chẳng thả cho thằng khác hốt được đâu. Mãi nói chuyện với người yêu thì mấy thằng kia về. Chúng nó vừa vào tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng thằng Hưng quát tôi: "Nè cái thằng kia, mày ném quần áo tứ lung tung ra đây làm gì à?" Tôi đáp nhưng vẫn cắm mặt vào điện thoại: "Mày điên hả? Thằng Duy nó vừa mới lấy để đi tắm đó." "Ê, bố mày không có trong phòng nghe mày.
Có mình mày ở đây bây giờ lại đổ thừa cho tao. Có xuống chọn nghe không? Tao đấm cho bây giờ đó. Nghe giọng thằng Duy, tôi mới bỏ điện thoại xuống nhìn. Thằng Duy, thằng Hưng, thằng Hoàng và Tiến đứng ở cửa, cầm đầy bim bim với nước ngọt. Bên trong sàn nhà cạnh cửa nhà tắm vẫn đang đóng kín, là quần áo vứt đầy từ cửa tủ quần áo ra. Tôi mông lung hỏi lại: Ủa, thế nãy giờ thằng nào trong nhà tắm vậy? Tôi đi xuống giường, mở cửa nhà tắm ra thì chẳng có ai cả. Thằng Hưng nó cầm chai nước ngọt đập vào đầu tôi: Nè nha, bỏ ngay cái thối đó đi nghe con. Dọn ngay còn kịp, lý dò lý trấu. Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng có thằng đi sau tôi từ lúc đi ăn về cơ mà. Chẳng lẽ tôi mãi nghịch điện thoại nên ảo tưởng sao? Tôi nghĩ vậy, bèn nhặt mấy cái quần áo ném lại vào trong tủ. Tôi nhấc cái áo lên ngửi mấy phát, cho hỏi thằng Hoàng: Ê, mày xịt nước hoa gì mà thơm vậy? Xịt gì đâu ba, áo tao mặc hồi sáng, thay mà quên á, bước nhầm vô tủ đó. Tôi quê đỏ mặt, ném thẳng áo nó vào trong nhà tắm, rồi lại leo lên giường. Mấy thằng mỗi thằng một góc ngồi bấm điện thoại. Tôi bấm một lúc thì hai mắt díu lại lúc nào không hay. Đang ngủ lơ mơ, tôi nghe thấy tiếng cọ quậy của thằng Tiến nằm bên cạnh tôi. Mắt tôi vẫn nhắm, nhưng trong không gian im lặng thì tiếng nhỏ gì cũng phóng đại ra thành to lên được. Tôi bực mình mở mắt dậy quay sang định đấm cho thằng Tiến một cái bỏ ghét, thì tôi lại thấy nó đang nằm mồ hôi nhễ nhại xuống tới cả cổ. Hai hàng lông mày nó câu lại, tra chịu khó chịu lắm. Tay chân nó quằn quại, bấu díu vào trong ga giường. Tôi nghĩ chắc nó đang gặp ác mộng nên cười trừ. Đoạn tôi cầm điện thoại lên, quay lại, chờ lúc nó dậy chọc quê nó chơi. Quay được mười mấy giây thì tôi thấy nó khó chịu quá, nên giả vào mặt nó một cái cho nó tỉnh lại. Nó vừa tỉnh thì ngồi bật lên, hai mắt mở tròn ra thở hổn hển. Tôi bảo nó vào trong nhà tắm rửa mặt đi cho mát, rồi lại nằm xuống. Đến chiều muộn tôi nghe mấy đứa con gái đập cửa, gào gọi in ỏi ở bên ngoài. Tôi đi xuống mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cả tôi và mấy thằng trong phòng đều há hốc mồm. Mọi người có biết vì sao không? Bởi vì ngoài cánh cửa ấy chính là thiên đường. Má ơi, bọn con gái nó mặc áo tắm, váy tóc ngắn ngủn, khoe ra cơ thể của chúng nó. Bình thường thì trông dở dở hâm hâm, mà bây giờ nhìn lại thì đứa nào cũng như hot girl cả. Mấy đứa trầm ngâm ít nói thì ăn mặc trang điểm một chút lên cũng chẳng còn lu mờ như trước nữa. Bọn tôi ra ngoài bờ biển, cô Hồng Anh đã ở đó trước rồi. Thấy cô có vẻ hơi mệt nên tôi đoán là cô không ngủ được. Trời vẫn còn khá nắng nên Hà Phi bảo cô ra quầy nước dừa bên bờ ngồi, chứ không nên xuống nước vội. Hà Phi nó quan tâm mọi người như vậy đó. Thậm chí khi tôi bị đứt tay, nó cũng xuống phòng y tế xin cho bằng được cái tấm băng cá nhân cho tôi, trong khi tôi còn chẳng để ý đến vết thương của mình. Nó tâm lý lắm. Mấy thằng tôi lột vội cái áo phông rồi lao ngay ra dòng nước mặn mà bơi. Sóng cứ dồn dập đánh vào, khiến cho thằng Duy tuột cả quần đi. Nhìn mãi không thấy thằng Tiến, tôi mới hỏi thằng Hoàng: Ê, Tiến đâu rồi? Ở nơi cùng cô Hồng Anh á. Nó bảo nó buồn ngủ lắm, cho nên không thích xuống. Cậy cha đi. Ê, áo mày lặn thi không? Tôi quay nhìn về phía bờ thì thấy cô Hồng Anh và thằng Tiến. Tuy xa xa nhưng trong thằng Tiến có vẻ uể oải lắm. Mỗi khi nó tan động lắm, chứ làm gì có chuyện ngồi một góc như thế kia. Tôi với đám bạn chơi một lúc thì tối trời, mấy đứa mới chịu về. Mấy đứa con gái từ dưới nước bước lên, lớp áo mỏng manh bám vào da thịt chúng nó, làm cho mấy thằng kia học cả máu mũi ra. Tôi cũng vậy nữa. Đúng là lựa chọn đi biển là quá hợp lý mà. Quay lại phòng, từng thằng thay nhau đi tắm rửa. Tôi vào đầu tiên thì bọn kia đã ồ vào theo tắm chung luôn cho nhanh. Mấy thằng được rửa chen chúc trong cái phòng tắm nhỏ với hai cái vòi nước mà nghịch nhau vui như tết. Tắm xong thì thấy thằng Tiến bấm điện thoại trên giường. Tôi hỏi nó hôm nay làm sao mà trông chẳng có tí sức sống nào. Nó chỉ cười cười, bảo là do buồn ngủ thôi, chứ không có sao hết,
nên tôi cũng kệ. Ăn tối xong, cả lớp lại kéo nhau ra biển hóng gió. Chúng tôi thuê chiếu, gọi đồ uống ra bãi cát để ngồi. Ngồi được một tí thì gió thổi từ biển vào mạnh, làm bay cả vào mồm tôi. Nè, ngồi ở đây không ổn đâu, hay là dạo phố đêm chơi đi. Ý kiến của con Thiên An rất hợp lý, nên chúng tôi đứng dậy bê nước uống đi chơi. Cô Hồng Anh thì không chạy nhảy nhiều như bọn tôi được, nên Hà Vi đưa cô về khách sạn rồi mới ra chơi với lớp. Ban đầu lớp đi túm tụm với nhau mua đồ nướng, mà về sau thì mỗi đứa thích một thứ nên tán loạn cả ra. Tôi với con Mai Anh đi chung với nhau. Nó thấy bắp nướng liền chủ tôi vô mua ăn. Tôi cười khẩy trêu: "Nhà tao trồng cả cánh đồng luôn á, nào thích thì lên nhà tao, tao khao mày ăn ngán thì thôi." Nói thế nhưng tôi vẫn cùng nó mua ngô để ăn. Tôi với con này chơi với nhau từ lúc học cấp 2 cơ, nên cũng thân lắm. Mới hồi hết lớp 12, nó còn có ý định cưới. Nhưng xui như thế nào, thằng người yêu nó lại quay xe về với người yêu cũ. Đợt ấy nó khóc cả mấy ngày, đăng Facebook các thứ, làm tôi vừa thương vừa buồn cười. Nhưng may bây giờ nó đã quen được anh bác sĩ, cho nên yêu đời hẳn ra. Mua quần áo cũng cứ phải màu hồng tình yêu mới chịu. Tôi nhìn mà phát mệt với nó. Tôi với Mai Anh lượn một vòng ăn uống no say thì bắt đầu đi tìm lũ kia. Còn Mai Anh nó ghé đến đâu là nó mua đồ đến đó. Nó mua cái gì nó cũng chỉ cắn một hai miếng rồi ném cho tôi. Thành ra tôi chẳng mua gì mà cái bụng vẫn căng như mặt trống. Chắc chúng nó về ngủ á, để mai đi chụp ảnh bình minh rồi đó. Ờ ha, chụp lúc mặt trời lên á thì đẹp phải biết. Tao với mày cũng về đi. Đang định đi về thì có một thằng kia ra xin số của con Mai Anh. Con này cũng ngu ngơ định trút điện thoại ra cho. Tôi giật ngay lại, bảo với thằng kia là nó có người yêu rồi. Lúc đi nó cứ hỏi tôi tại sao không được cho, thì tôi mới chửi nó: "Mày ngu vừa thôi, ở đây biết làm sao mà lần. Mày trút cái điện thoại ra là có khi có cướp luôn đấy. Cướp giờ trắng trợn lắm, chúng nó chẳng có sợ gì đâu. Lần sau nhớ cẩn thận." Về khách sạn, tôi bảo chủ con Mai Anh sang phòng chơi. Nhưng vừa mở cửa ra, tôi đã thấy có thằng nằm gọn trên giường. Đèn điện tối thui, chỉ có mỗi cái bóng ngủ là sáng lên mờ mờ thôi. Con Mai Anh ngó ngó vô cũng thấy được, cho nên đành thôi bỏ về. Tôi đóng cửa phòng rồi trèo lên giường nằm. Tôi đeo tai nghe bóng điện thoại, sợ ảnh hưởng đến thằng Tiến đang ngủ bên cạnh. Đang bỏ điện thoại ra định thiêu thiêu một lúc thì có tiếng trột trột vang lên. Tôi chẳng biết nó phát ra từ đâu, nghĩ là phòng bên cạnh, bèn lơ đi trùm chăn kín đầu mà ngủ. Thằng Tiến cạnh tôi nó cựa người một phát. Tôi định gọi nó dậy để rủ cùng đi với tôi sang phòng bên nhắc nhở, nhưng nghĩ lại thì không muốn phiền nó nên thôi. Thằng nào bật điều hòa số thấp như vậy không biết. Tôi lạnh cứng cả người ra luôn. Tôi cầm cái điều khiển ở trên cái kệ đầu giường tăng số lên, nhưng chẳng ăn thua. Nghĩ chắc là điều khiển hỏng rồi, nên tôi cũng thở dài bước xuống giường để đi xuống nhờ phục vụ sửa giúp. Vừa ra tới ngoài cửa, con Thiên An từ thang máy đi ra. Nó với mấy đứa khác ôm đầy bánh kẹo rồi lôi tôi vào phòng. Quá trà chúng nó đang chơi bài, rõ là vui mà bây giờ mới rủ tôi. Đang ngồi xuống chơi thì tôi giật mình khi thấy bọn thằng Duy, thằng Tiến, thằng Hưng và thằng Hoàng cũng đang ở đây. Chúng nó thấy tôi thì nói: "Nè, mày đâu nãy giờ mới về vậy thằng kia? Lại ăn mảnh không rủ hả?" Tôi vẫn rất hoang mang, chưa hiểu chuyện gì cả. Tôi nói còn không cả lên nổi lời. Con Thiên An nói: "Nó ngủ trong phòng á, tao vừa thấy nó nên gọi vô đây chơi nè." Thằng Tiến nói: "Má ơi, cái phòng nó điều hòa nó hỏng rồi, nóng bỏ sự ra. Mày cũng chui vô nổi hả?" Cái gì? Điều hòa hỏng hả? Mày có nhầm không? Nhầm thế quái nào được, bọn tao nóng quá mới chạy sang đây chơi nè. Thằng Duy lên tiếng nói: "Quái lạ, sao cái điều hòa hỏng mà lạnh như vậy được? À, còn cái thứ quan trọng hơn cả việc đó nữa." Tôi hỏi: "Nè, từ tối đến giờ chúng mày ở đây hả?" Bọn nó gật đầu.
Tôi gãi đầu gãi tai nhìn ra hướng ngoài cửa. Thì hồi tối giờ ai nằm chung với tao? Câu nói của tôi vừa dứt, chính tôi cũng thấy được da gà của mình dựng hết cả lên. Bọn con gái thì giật bắn mình, ngồi túm lấy nhau. Bọn thằng Hưng nhìn tôi hỏi: "Nè, mày chắc là có người ở cùng với mày không vậy? Mày hỏi của mấy anh xem. Tao rủ nó sang chơi á, nhưng mà thấy có người nằm trên giường, tao với nó mới tưởng là chúng mày, cho nên nó mới thôi đó." Bọn nó chưa tin lắm nên chạy sang gọi cái mấy anh. Mấy anh nó cũng làm chứng cho tôi là có nhìn thấy, thì bọn kia mới tin. Lúc này cả bọn lớp tôi vừa sợ vừa tò mò đi đến gần cái cửa phòng. Chúng tôi mở cửa ra, đèn điện bên trong sáng trưng. Rõ ràng tôi nhớ lúc ra khỏi phòng tôi chẳng hề bật điện. Chưa kể trong phòng cũng chẳng có ai, chăn chiếu vứt đầy cả ra đất. Tôi sợ quá, nhớ lại thì mình đã nằm chung với cái thứ gì khiến cho tôi gai cả người lên. Bọn kia cũng hãi luôn, quay trở về phòng cùng với bọn Thiên An. Nếu một mình tôi nói thì chắc chắn là không có ai tin, nhưng có cả con Mai Anh nữa thì chắc chẳng nhầm đi đâu được rồi. Thằng Tiến lúc này mới kể là cái lúc ngủ nó bị bóng đè, có ai cứ dẫm lên bụng của nó làm nó không sao thở được. Mai có lúc tôi tát nó thì nó mới tỉnh dậy được. Tôi nhớ ra cái điện thoại nên mở video lúc tôi quay nó ra xem. Và tất cả chúng tôi đều sợ tới mức ném luôn cả cái điện thoại đi, khi thấy có cái bóng trắng đè lên người thằng Tiến rồi dí sát mặt lại gần camera. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng lại khiến cho chúng tôi ám ảnh, không dám ngọ ngoại. Cả lớp chui vào chung một phòng. Cô Hồng Anh từ phòng bên nghe chuyện thì cũng đi sang xem xét học sinh của mình. Thấy đứa nào cũng sợ sệt, cô chẳng an ủi được. Nhưng chỉ có ở phòng bên kia bị dọa thôi, nên cô Hồng Anh cũng chắc 80-90% là cái phòng ấy ắt hẳn lúc trước đã có xảy ra chuyện gì đó. Do đứa nào cũng sợ, bọn con gái, đặc biệt là con Mai Anh, nó nhìn thấy cùng tôi nên sợ quá bật khóc luôn rồi. Tôi tuy sợ nhưng vẫn cố an ủi con bạn thân của mình. Tôi ôm nó vỗ vỗ lưng nó, bảo là không sao, cho nó an tâm ngủ đi một chút, chứ không thì con này nó khóc chắc đến tận ngày mai. Chẳng ai còn tâm trạng chơi bời nên cô Hồng Anh quyết định cho chúng tôi ngày mai về luôn, chứ bọn con gái nó đòi về từ đêm kia cơ. Thế là cả lớp lại ngủ chung với nhau, thấp thỏm chờ cả đêm đến sáng để dậy. Vừa sáng một cái, chúng tôi gom hết đồ đạc lại. Can đảm lắm mấy thằng con trai mới dám quay lại cái phòng kia để lấy đồ đạc ba lô ra. Vào trong cái phòng đó vẫn lạnh buốt, trong khi điều hòa vẫn hỏng thì nó lạnh tới quái nào được chứ. Lấy đồ xong chúng tôi trả phòng. Con Mai Anh nó sợ nên nôn hết cả người ra, người nó mềm oặt, tôi phải ở cạnh nó suốt. Tôi mua cho nó cái bánh tráng nướng ăn cho lót bụng. Tôi bế nó lên xe đi vậy. Nó vẫn sợ trung lên như cậy sấy. Có lẽ nó khó để quên được lắm đây, nghĩ mà thương cho nó. Tôi thì có sợ thật, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào như thế. Vậy là chuyến đi thanh xuân cuối cùng của chúng tôi đã để nỗi ám ảnh to lớn như vậy. Khởi đầu hớn hở bao nhiêu thì lúc trở về lại thấp thỏm bấy nhiêu. Trở về, chúng tôi bèn thuê thợ ảnh chụp đại vài bức tập thể lớp ở sân trường, chứ cũng chẳng có hứng đi đâu nữa. Lớp tôi kể lại những câu chuyện ấy cho người khác nghe. Có người bảo chắc là do cái phòng đó âm khí thịnh, hồi trước chắc có án mạng, hoặc do người từng ở đó đã chết nhưng vẫn còn luyến tiếc cho nên lưu lại. Hàng ngàn câu chuyện được thêu dệt ra từ vụ việc của chúng tôi. Cả đời này tôi cũng chẳng quên được cái cảm giác lạnh lẽo khi ở cùng với người âm như vậy. Đôi lúc đang ngủ, tôi vẫn còn giật mình khi nhớ lại. Tôi còn hứa rằng cả đời này sẽ chẳng quay lại biển Sầm Sơn một lần nào nữa. Và con Mai Anh bạn thân của tôi, nó còn không dám ở cả khách sạn, nhà nghỉ nào nữa cơ. Từ lần đó nó sợ lắm. Lắm hôm nó sợ quá, mất ngủ, mặt mũi cứ trắng bệch cả ra. Tôi kể câu chuyện này ra đây
để mọi người nếu có ở khách sạn thì hãy để ý kỹ một chút. Nếu bước vào một căn phòng mà chúng ta cảm thấy bất an thì nên nhanh chân đổi phòng ngay đi. Nếu không, có khi chúng ta sẽ phải hối hận cũng không kịp đâu. Câu chuyện thứ hai, du học sinh Nhật Bản. Ở câu chuyện này, thầy tôi được nghe từ chị Hồng. Chị ấy đi du học bên Nhật vậy. Chị ấy còn nói là sau này có tiền cũng không sang bên đó nữa. Còn lý do tại sao thì bây giờ tôi kể lại cho mọi người nghe đây. Chị Hồng hồi trước học lớp 11A1, là lớp chọn với nhiều lứa học sinh giỏi của trường Trung học Phổ thông Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. Hồi đó cứ mỗi năm là lại có một nhóm người của trung tâm dạy tiếng Nhật, Hàn, Trung đến để mời các học sinh đăng ký tham gia. Chị Hồng rất thích xem hoạt hình Nhật Bản nên cũng có hứng thú với xứ sở mặt trời mọc, đã đăng ký theo học. Thầy kể với chúng tôi là cái lúc thi tốt nghiệp, những học viên theo học các tiếng khác có thể lựa chọn thi một trong hai môn tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật, Hàn, Trung để thi tốt nghiệp. Chị Hồng theo học từ năm 11 đến 12 thì kiến thức cũng đã nhiều rồi. Lúc thi tốt nghiệp chị chọn thi tiếng Nhật thay cho tiếng Anh. Tốt nghiệp xong, chị theo trung tâm du học Nhật Bản. Trước lúc bay, chị cùng với các bạn trong khóa đã được huấn luyện, học hỏi rất nhiều về cách sinh sống, nề nếp kỷ luật của xứ sở Hoa Anh Đào. Chị Hồng rất thích xem hoạt hình Nhật Bản, thậm chí còn cuồng những nhân vật hoạt hình hơn cả người thật luôn. Năm ấy sau khi được gia đình cho phép, chị Hồng đã chính thức trở thành một du học sinh bên Nhật. Chị thi được điểm khá cao, nhưng sợ thành thị trên Tokyo khó sống, chị học tại một trường ở Hokkaido. Nhà trọ của chị cách trường khoảng 2 cây số. Hàng ngày chị đều đi bộ đến trường, nhưng do bên trung tâm dạy tiếng có trợ giúp cho chị mua xe đạp rồi đăng ký giấy tờ. Đúng như vậy, bên Nhật đi xe đạp cũng phải đăng ký giấy tờ đó. Hơn nữa phương tiện bên ấy cũng toàn là xe đạp là nhiều thôi. Thầy tôi bảo họ làm như vậy là vì muốn bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Chị Hồng ở bên Nhật vừa học vừa làm thêm. Thời gian đầu chị làm ở một quán tiện lợi nhỏ. Do lúc ấy chưa quen nhịp sống bên này nên gia đình vẫn phải gửi tiền sang cho chị. Nhưng dần dần quen đi thì chị lại làm được ở trong một cái siêu thị lớn hơn. Lương cũng khấm khá hơn, nên không những lo được phần học phí, tiền sinh hoạt mà còn gửi được về cho bố mẹ ở nhà. Câu chuyện này chị Hồng đã kể lại cho thầy tôi vào một hôm chị ở trường học nhóm. Chị Hồng nói là hôm đó đã hẹn với mấy bạn trong lớp đến thư viện để học. Đang học thì chị mắc vệ sinh quá, đành chạy đi một mình. Mọi người đã nghe qua các câu chuyện về phòng vệ sinh bên Nhật hay chưa? Có nhiều vụ tự tử đã xảy ra lắm. Đa phần là các học sinh học hành quá mức, áp lực không chịu được mà uống thuốc tự sát trong nhà vệ sinh. Lần đó chị Hồng đang đi vệ sinh thì thấy phòng bên cạnh có tiếng cào cào ở trên vách ngăn các phòng. Chị còn nghĩ là chắc người này bị đau bụng hay táo bón gì đó, cũng không để ý. Chị giải quyết xong thì đi ra ngoài, trong khi tiếng cào kia vẫn còn vang lên. Lúc đi ra ngoài thấy có mấy cô lao công dọn vệ sinh. Mấy cô thấy chị Hồng đã xong thì đi vào dọn dẹp. Khâu dọn dẹp vệ sinh ở bên Nhật rất là gắt. Cái gì cũng phải sạch bóng, không có hạt bụi mới chịu. Chị Hồng mới bảo với cô lao công: "Phòng bên còn người đó cô, chờ lát nữa đi." Nhưng mấy cô lao công lại bảo là nãy giờ các cô đứng ở ngoài này chỉ chờ có mỗi chị Hồng nữa thôi. Giờ này học sinh về hết rồi, làm gì còn ai ngoài cái nhóm học thêm này nữa. Lúc này chị Hồng nghe vậy cũng trần trần hiểu ra rồi. Những người đi trước hay kháo nhau bên Nhật gặp ma là chuyện bình thường. Nhưng chị Hồng mới sang có biết cái gì đâu, vẫn còn sợ lắm chứ.
Có một lần chị Hồng đi làm thêm về, nhìn thấy một con lật đật ở ven đường. Mới đầu chị còn tưởng con lận đất của ai nên dừng xe lại để xem thử. Chị mới chỉ đứng lại nhìn thôi mà con lật đật tự dưng lắc lắc như có người chạm vào. Chị Hồng sợ quá mới đạp xe đi thì xe lại tự dưng tuột xích. Con lật đật nó ngã xuống đất chụp một cái mà không vỡ ra. Mà thường thường thì con lật đật nó ngã làm sao được, trừ phi có người ấn nó xuống thôi. Nhưng ở đây có mỗi chị Hồng mà còn không có gió nữa. Thế rồi con lật đật đang ngã tự dưng lại đứng dậy. Chị Hồng dắt xe chạy luôn. Chị chạy mà không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Lúc chạy gió cứ rít lên bên tai, đằng sau còn nghe cả tiếng cạch cạch, rồi cái giọng cười the thé lanh lảnh bảo chị Hồng là "Cho tu mate", có nghĩa là chờ một chút hay dừng lại thì tôi cũng không rõ lắm. Hôm sau chị Hồng kể cho một bạn cũng là du học sinh nghe. Bạn kia có nói với chị Hồng là vài lần chị ý về ngang qua cái đường đó thì cũng nhìn thấy con lật đật. Mới lần đầu cũng bị nó trêu rồi đuổi, nhưng lần sau đi qua không nhìn vào nó nữa thì sẽ không sao. Rồi một hôm chị Hồng đang ngủ, nghe tiếng lạch cạch. Sàn nhà lại bằng gỗ nên nghe nó rõ lắm. Chị dậy bật đèn lên xem thử thì lại chẳng có cái gì. Nằm xuống ngủ tiếp thì lại bị bóng đè. Chị kể là lúc đó người chị cứ mềm nhũn ra, đầu óc thì cứ nửa mơ nửa tỉnh. Chị thấy lờ mờ cái bóng đen đen nó nằm ở trên người mình. Lúc đó chị Hồng chỉ biết lẩm nhẩm đọc Nam Mô A Di Đà Phật trong đầu thôi, chứ chẳng biết làm cái gì hết. Mà ma bên này nó hay lắm, nó không phải chỉ trêu chỉ đè người ta thôi đâu. Chị Hồng kể mấy cô bạn du học sinh như chị ở phòng bên còn bị ma nó sàm sỡ nữa. Nói như thế nào đây? Đại loại là chị nghe mấy cô gái kể thì hồi tối đi ngủ bận đồ hẳn hôi, xong đêm bị đè cứ mơ màng mộng mị, kiểu như biết có người đang âu yếm với mình nhưng chẳng rõ là ai. Sáng dậy thì người ngợm mệt lả đi, hai quần mắt thâm đen lên như cả đêm không ngủ vậy. Quần áo tối hôm qua ngủ còn ngay ngắn mà sáng dậy thì sọc sệt luôn. Có chị còn tối ngủ trên giường mà sáng dậy thì nằm ở ngoài phòng khách. Có người thì lại đôi chỗ có vết hằn đỏ lên, trên cổ có vài vết tím tím nhỏ nhỏ như là cái dấu bị người ta hôn vô. Thế là mấy cô bảo nhau mua tỏi về để đầy phòng, rồi còn nhét thêm con dao ở dưới gối. Từ đó trở đi mới ngủ yên được. Bên Nhật thì có nhiều chuyện để kể lắm, như chuyện Yumi mặc váy đỏ, chị Hồng đã được nghe rồi, kể cho thầy tôi nghe rồi, thầy tôi lại kể cho bọn tôi nghe, chẳng hạn như vậy. Kể rằng ngày xưa, có một anh là võ sĩ samurai nổi tiếng trong vùng. Anh ta hiền lành yêu thương mọi người xung quanh nên được rất nhiều hào cảm. Mà thời đó con gái nhà ai được gả cho một samurai là vinh dự rất là lớn. Người võ sĩ này tên là Tomura. Tomura ban đầu không có ý định lấy vợ, nhưng do một lần đi chơi lễ hội hoa anh đào truyền thống, anh gặp được cô gái tên là Yumi, mặc bộ kimono màu đỏ, đang đứng bên gốc anh đào. Những người khác đi qua gặp Tomura thì luôn cúi đầu chào hỏi, nhưng chỉ có Yumi là không để ý tới anh, nên làm cho Tomura rất tò mò về người con gái này. Anh đi theo hỏi thăm thì mới biết Yumi là con gái của một gia đình làm bánh mochi có tiếng ở trong vùng. Đang thương nhớ con gái con nhà làm bánh mochi thì gia đình Tomura bắt anh phải cưới cô con gái của nhà giàu ở vùng bên. Không dám cãi lời cha nên Tomura đã thành thân với cô gái tên là Sakura mà mình không hề quen biết này. Tuy đã kết hôn nhưng Tomura lại luôn thương nhớ Yumi. Sakura biết được thì ghen tức về kể với cha mình. Thế là những lúc Tomura đến nhà Yumi thì gia nhân nhà Sakura ập vào bắt Yumi vu cô là gái xấu. Người nhà Yumi cũng bị treo cổ hết cả. Thời ấy người ta coi trọng tiết hạnh của phụ nữ lắm, nên cô nào mà gian díu trong mấy cái chuyện trai gái là họ ghét cay ghét đắng.
sau cùng Yumi bị ném xuống giếng. Ngày mà cô bị giết là lúc cô đang mặc chiếc áo kimono trắng. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, sau khi dìm cô xuống giếng chết xong và nhận vớt Yumi lên, thì lại thấy cô mặc váy đỏ. Sau cái chết oan của Yumi và cả người trong gia đình, nhiều người kể rằng đã thấy cô hiện thân lên với bộ dạng như lúc còn sống, gương mặt xinh đẹp cùng với chiếc kimono màu đỏ tươi. Yumi thường xuất hiện ở những gốc cây anh đào. Chỉ cần thấy người là cô ấy sẽ hỏi là: tại sao Sakura lại giết tôi? Nếu như người đó không trả lời được, sẽ bị Yumi treo lên cây anh đào đến chết. Số người còn sống thì điên điên dại dại kể lại câu được câu không. Thế nên người đời mới gọi câu chuyện đó là Yumi mặc váy đỏ. Quay trở lại chuyện của chị Hồng, có lần chị bị ma dẫn đường. Chị ấy kể hôm nọ đi đường thì thấy bên ven đường có cây trao ngải đắng. Ở Nhật toàn gọi nó là cỏ dại thôi. Chị Hồng mới dừng xe xuống vặt ít trao ngải về, nghĩ là tráng với trứng thì sẽ ngon hết sảy. Đang hái trào thì chị thấy một người phụ nữ khác đứng ở đầu bên kia. Người ấy vẫy vẫy tay, mà cũng chẳng hiểu sao chị Hồng lại đi theo luôn. Đi được một đoạn chị mới ngộ ra có cái gì đó không đúng mà dừng lại. Quay lên nhìn thì chẳng thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Đúng là ma bên này thân thiện với người nước ngoài thật, cứ thấy là trêu cho vui thôi. Nói chung thì thầy tôi kể nhiều vụ về chị Hồng gặp ma lắm. Đến bây giờ chị Hồng về nước rồi mà thi thoảng vẫn kể lại rồi cười. Mấy thời gian đầu gặp thì chị sợ vậy thôi, chứ vài năm là cũng quen hết. Đêm ngủ nghe thấy tiếng kêu thì đeo tai nghe trùm chăn ngủ tiếp. Đi đường thấy con lật đật thì giả vờ không nhìn thấy mà cứ đi lướt qua. Tối thánh giá chị vứt ngủ ngang khắp phòng vì sợ bóng đè. Trải nghiệm du học được chị kể lại mà cứ như đi huấn luyện sức chịu đựng vậy. Phải tôi là tôi về ngay luôn, chứ chẳng dám ở đó nữa đâu. Câu chuyện thứ ba: mái tóc của tôi sầu rối quá. Câu chuyện này tôi sẽ vào vai chị Linh, là nhân vật chính của câu chuyện. Tôi là Linh, hiện đang làm việc tại Bắc Cạn. Tôi là một cô gái có nước da rất trắng, nên từ lâu đã muốn có một mái tóc đen cho tôn da lên. Nhưng tại tóc tôi hay nhuộm hóa chất nhiều, nên tóc bây giờ yếu và sơ lắm. Nếu nhuộm lần nữa, tôi sợ đầu tôi trọc luôn mất. Thế là sau bao nhiêu ngày đắn đo, tôi quyết định đi nối tóc. Phần bên trên của tôi hơi nâu nâu, nên đoạn xuôi xuống nối màu đen trông cũng hợp mốt lắm. Tôi ngồi cả ngày trời cho nhân viên cắt tỉa bớt tóc rồi bắt đầu tiến hành nối. Nhân viên nối cho tôi kéo từng ít tóc một. Nhiều khi cái bạn nhân viên mới vào làm hay sao đó mà làm mạnh tay lắm. Suốt cả ngày ngồi đợi thì mái tóc của tôi cũng hoàn thành. Nó đẹp hơn tôi tưởng tượng. Sợi tóc dài, to khỏe, trông cứ như tóc thật từ đầu tôi mọc ra, chứ chẳng giống tóc giả. Tôi rất hài lòng nên vui vẻ trả tiền và dành lời khen cho chủ tiệm. Trước khi về, chủ tiệm còn tặng tôi một lọ dưỡng tóc nữa. Chị ấy bảo tối đi ngủ thì xịt xịt vào các mối nối và tóc cho nó đỡ rối. Tôi cảm ơn chị chủ rồi ra về. Trên đường về tôi bắt một chiếc taxi. Vừa lên xe, bác Tài đã hỏi tôi một câu rất kỳ lạ. Ủa, cô bạn vừa nãy của em không lên xe hả? Tôi quay đầu ra cửa kính nhìn, nhưng chẳng thấy ai. Nghĩ chắc do lúc ấy có người khác đứng cạnh tôi, nên bác Tài hiểu nhầm, tôi cũng không để ý. Về căn phòng trọ mà tôi thuê, tôi ném cái túi sách lên bàn, rồi lấy quần áo đi tắm. Do phòng trọ ở đây khá bé, nên diện tích phòng tắm cũng chẳng lớn là bao. Nhưng thôi, dù gì giá rẻ nên như vậy cũng ổn lắm rồi, tôi tự nhủ. Tắm xong thì cắm ít nước nóng vào bình siêu tốc để pha mì ăn.
Lúc chờ nước sôi, tôi lôi điện thoại ra tự sướng vài bước khoe lên mạng xã hội về mái tóc mới của mình. Có mái tóc dài vào nên mặt mũi của tôi cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Ai cũng khen rằng diện mạo của tôi lúc này xinh đẹp hơn. Tôi cũng mát lòng vì số tiền đã bỏ ra. Nước sôi, tôi cầm bình đổ cho bát mì đã chế sẵn. Lúc không cẩn thận thì mái tóc dài của tôi đã nhúng cả vào trong bát mì. Nước nóng cũng dính vào tay tôi bỗng đỏ cả lên. Tôi cẩn thận lấy viên đá chườm vào tay cho đỡ nóng trước, rồi mới đem đuôi tóc đi gọi. Xong xuôi, tôi buộc gọn nó lên cho đỡ vướng. Tôi vừa ăn mì vừa bấm điện thoại. Con Huyền bạn thân của tôi thấy ảnh tôi mới nối tóc thì cuống cuồng nhắn tin hỏi. Nó đòi gọi video cho tôi để xem kỹ mái tóc hơn, vì nó cũng đang muốn đi nối lâu rồi. Tôi gọi video cho nó. Qua màn hình điện thoại, tôi dí sát vào các mối nối tóc và tóc của tôi cho nó xem. Nó ngắm một lượt rồi nói: "Ê, trông cứ như tóc thật vậy á." "Ừ, thì tao chọn loại xịn mà. Khéo không ai á, lại nói phải tóc của người chết thì bỏ mẹ luôn." Tôi đang ăn mì mà sọc cả lên mũi luôn. Tôi lườm con Huyền qua màn hình điện thoại, cho quát lên: "Mày điên hả cái con kia? Nói năng xui xẻo ghê vậy." Nói chuyện được một lúc thì con Huyền phải đi làm nên tôi ngắt máy. Dọn dẹp đống nồi niêu trong bồn, tôi lăn lên giường ngủ. Cả ngày ngồi mệt nên lưng tôi cũng hơi đau. Đang nằm thiêu thiêu đi được một lúc thì cả người tôi bỗng nóng bừng lên. Lúc đó tôi nhận thấy rõ cơ thể của mình đang bỗng rát từ các đầu ngón chân lên đến hai mí mắt, nhưng chẳng thể nào mở mắt ra được. Cứ mơ màng nửa tỉnh nửa mê như thế, cho đến khi tôi lại liệm đi, như đang chìm vào một giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy soi gương thì phát kinh khi thấy cổ, đằng bắp tay và bụng toàn những vết đỏ dài như có ai đó cạo cấu. Chưa kể là mái tóc của tôi còn rối tung hết cả lên, có chải như thế nào cũng chẳng mượt lại được. Tôi nhớ ngay tới cái lọ dưỡng tóc của chủ tiệm cho. Tôi lục túi xách lấy lọ dưỡng ra, bôi vào mái tóc. Và may thay, nó tỏ ra dễ chải lại hơn hẳn. Nghĩ lại do đêm qua tôi ngủ không thả màn, bị mũi đốt, rồi vô thức tự tay gãi lên thôi, chứ không có cái gì hết. Bình thường tôi đi ngủ không thả màn cũng hay bị mũi đốt mà gãi xước cả thịt ra cơ. Nên mấy cái vết đỏ đột nhiên xuất hiện này, tôi cũng để cái lý do như vậy. Tôi thay quần áo rồi chạy đến xưởng hương nơi tôi đang làm việc. Đồng nghiệp khen mái tóc của tôi nhiều lắm. Họ nói tôi hợp mái tóc dài hơn, trông thùy mị, lãnh đạm ra hẳn. Xưởng hương nơi tôi làm việc là sản xuất hương vòng. Cái loại hương hình vòng tròn tròn như cái nón để thắp trong ngày lễ hay dịp gì đó quan trọng. Tổ của tôi làm là sâu hương. Mỗi người một cái khung sắt hình chớp, móc hương vòng lên trên, rồi dùng kim sâu chỉ đỏ để luồn qua các vòng hương. Tôi cũng chẳng biết làm như thế để làm gì đâu. Người ta thuê thì tôi làm thôi. Nhưng theo tôi nghĩ, chắc là để cho hương đẹp, với nhấc lên nhấc xuống dễ hơn mà không bị rớt ra. Đang sâu thì bỗng nhiên đầu tôi bị giật ngược ra đằng sau. Tôi quay qua nhìn thì thấy mấy người đồng nghiệp đang vừa làm vừa buôn chuyện ở đằng sau, nên tôi nghĩ chắc họ đùa thôi. Nhưng qua được một lúc thì cổ tôi nặng trĩu xuống, hai vai tôi đau cứng cả ra, đầu thì cúi gập xuống bàn không ngóc lên được. Tôi chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại bị như thế. Từ trước đến giờ đã có bao giờ tôi bị như thế này đâu, nên không thể nào đổ cho cơ thể được. Chị Duyên làm cạnh tôi thấy tôi gục xuống khó chịu thì hỏi han. Tôi cũng chẳng biết nói như thế nào, chỉ đành nói là cảm thấy đột nhiên thấy nặng vai, như bị ai đè đầu xuống vậy. Chị Duyên vươn tay ra kéo người tôi ngồi lên. Tôi kêu oai oái, vì như vậy nó còn đau hơn lúc đầu. Hết cách, tôi chỉ đành xin nghỉ, rồi vào phòng nghỉ nằm tạm một lúc vậy. Vừa nằm xuống chưa kịp ngủ đi, tôi lại bị bóng đè. Ngực của tôi nặng, lại không thể hô hấp một cách rõ ràng. Một luồng khí nhỏ nhỏ phả dần vào mặt tôi, như thể có ai đó đang nằm trên người mình. Tôi lờ mờ hé mắt ra,
thì thấy có cái bóng trắng toát, thoát ẩn thoát hiện trước mặt tôi. Tôi sợ quá, bèn nhắm nghiền mắt lại, rồi liên tục lẩm nhẩm trong đầu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi có tiếng mở cửa bên ngoài thì người tôi mới nhẹ lại. Tôi thở đều mở mắt ra thì không thấy cái bóng kia đâu nữa. Chợt nhớ ra cái câu của con Huyền bạn thân bảo, nhỡ nói phải tóc của người chết thì làm sao. Tôi dựng cả tóc gáy lên. Sao con này nó mở mồm ra toàn điều xui xẻo như vậy không biết. Chị Duyên đi vào, bảo là sợ tôi bị cảm nên pha giúp tôi một cốc nước gừng. Tôi ngồi dậy kể cho chị Duyên nghe về những điều vừa rồi. Chị chăm chú nghe xong rồi hỏi tôi: nếu như thế á thì chắc là em bị người ta đè đầu ngồi xuống rồi. Nhưng mà em làm gì cho người ấy ghét? Hay là cầm đồ gì không phải của mình vậy không? Tôi lắc đầu. Rồi chợt nhìn thấy vài sợi tóc xõa vào mặt tôi, tôi mới vội nói về việc nối tóc. Chị Duyên đỡ tóc lên tay xem thì bảo đẹp như thế này thì việc trong bộ tóc có linh hồn cũng không phải là lạ lẫm đâu. Chị bảo để một tí nữa về sớm rồi đưa tôi đi gặp thầy, cái người chị quen, xem cho như thế nào. Chứ cứ để mãi như thế này thì không khéo sợ hãi mà chết mất. Chị em tôi xin ông chủ cho về sớm rồi đi xe máy theo đường chị Duyên chỉ. Rẽ vào trong một đoạn đường nhỏ, thấy chị dừng lại ở một căn nhà cấp 4 thì tôi cũng dừng xe. Vào bên trong nhà, chị Duyên gặp vị thầy kia cho vẫy tay cho tôi vô. Tôi kể lại hết tất cả từ đầu tới cuối, từ khi nối tóc cho đến gặp sự lạ cho thầy nghe. Thầy chỉ gật đầu rồi bảo tôi không cần kể nữa, vị dòng nữ ngồi bên cạnh tôi đã kể ra hết rồi. Tôi nghe như vậy thì giật bắn cả mình, nhích dội người sang bên cạnh chị Duyên. Thầy quở tôi: dòng nữ là cô gái trẻ, tôi thấy cổ nói không phải chết quan đâu. Cô ấy nói là mái tóc của mày đang đeo trên đầu là của cô ấy. Sự tình ra sao thì tao không nghe được rõ hết, nhưng nói chung là phải tháo tóc của mày ra rồi đem trả cho người ta đã. Rồi thầy và chị Duyên phụ nhau gội đầu bằng trụ gạo cho tôi. Gội xong thì thầy buộc gọn ra phía sau gáy. Chị Duyên bảo với thầy là tóc nối nên phải đi tháo cái mối nối ra chứ không có cắt được. Thầy gật đầu bảo dù gì cũng là dông lạnh nên không đáng lo ngại. Vậy là tôi và chị Duyên quay lại, trở lại quán làm tóc kia, nhờ nhân viên tháo tóc ra. Nhân tiện thì chị Duyên cũng lân la nói chuyện với chị chủ về bộ tóc này. Chị chủ có vẻ chẳng biết cái gì thật. Chị ấy nói rằng bộ tóc đen đó mới mua hôm nọ nên nhớ rất rõ là của một cô gái ở làng bên kia. Chính tay chị cắt luôn nên làm sao có chuyện tóc của người chết được. Thế nhưng thấy tình trạng của tôi, chị chủ cũng đành dẫn chúng tôi đi tìm nhà của cô gái bán tóc kia. Theo trí nhớ của chị đưa chúng tôi vào một ngôi nhà rồi gõ cửa. Mãi sau mới có một người phụ nữ ra mở. Nhìn thẳng vào nhà thì mấy người chúng tôi cứng cả người đi khi thấy nhà vẫn đang để tang. Chúng tôi nhẹ nhàng nói chuyện với người phụ nữ kia thì mới biết bà ấy là mẹ của cô gái. Bà nói cô gái kia mới 15-16 tuổi gì đó thôi. Cô bé thích nuôi tóc dài nhưng mà đi học hay bị lây cháy của nhau nên cũng bất tiện. Thế là mẹ cô bé mới giục cô đi cắt tóc đi cho nó nhẹ đầu. Thế nên mới có vụ cô bé bán tóc cho chị chủ rồi lại vô tình nằm trên đầu của tôi. Mẹ cô bé kể tiếp, sau khi cô bé cắt tóc được vài ngày thì chẳng may bị tai nạn. Bọn gây tai nạn cũng là học sinh, chúng nó lái xe bốc đầu vượt tốc độ nhanh quá nên đâm vào cô bé. Lúc đưa đến bệnh viện thì không còn kịp nữa, mà mấy cái thằng kia cũng gãy cả xương sườn. Chị Duyên gọi điện cho thầy kể lại. Thầy bảo chắc là do cô bé tiếc tóc của mình nên mới vướng vào nó như vậy. Dù gì cũng là đồ của người đã mất nên đem trả lại cho họ là tốt nhất. Theo lời thầy, chúng tôi kể lại cho bác gái nghe về chuyện mái tóc và xin phép cho tôi được thắp nén nhang. Xong xuôi, chúng tôi mượn bác gái một cái chậu nhôm đốt mớ tóc đã gỡ ngay trước cửa nhà như lời thầy căn dặn. Đốt xong,
thì lại lấy tro bỏ vào trong hộp, đưa cho bác gái, nhờ bác mang ra phần mộ cô bé mà trải đi. Xong xuôi trở về, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi gọi điện thoại để kể cho mẹ nghe những chuyện vừa diễn ra. Mẹ tôi lo lắng lắm, bắt tôi về nhà ngay. Nhưng tôi chỉ cười đáp tựa lưa cho qua thôi. Đêm hôm ấy tôi ngủ mơ, thấy một cô gái nhỏ với mái tóc dài đứng trước mặt tôi, chỉ vẫy tay chứ không nói lời nào. Tôi cũng đoán ra chắc đó là cô bé kia đã được toại nguyện để trở về bên thế giới xa xôi kia rồi. Một thế giới mới sẽ mang một cô bé trong sáng ngây thơ lên thiên đàng, toàn hoa và ánh mặt trời ấm áp. Và cũng kể từ lần đó, tôi chẳng bao giờ dám đi nối tóc nữa. Kể cả mua tóc giả tôi cũng không dám. Câu chuyện thứ tư, đêm trầm tháng 7. Câu chuyện này xảy ra năm thầy tôi đang học đại học năm thứ hai. Thầy có một nhóm bạn có 6 người, trong đó có một bạn nữ từng học chung cấp 3 với thầy. Thầy kể lần đó mãi học quá nên cả nhóm rất ít khi gặp nhau. Mỗi đứa học một khoa khác nhau nên đâm ra là ít gặp. Như bạn nữ kia học khoa thể chất mà thầy lại học khoa văn, nên thành ra mỗi đứa một nơi, mặc dù vẫn ở chung một trường. Vài tuần nữa là trầm tháng 7, nên nhóm bạn của thầy mới gọi điện cho nhau để tranh thủ vào phòng anh Đắc, một người bạn trong nhóm, để ăn uống vui chơi. Anh Đắc thuê phòng trọ ngoài trường nên cũng dễ tổ chức ăn uống hơn là trong khu ký túc xá. Thế là cả nhóm nhất trí với nhau, học xong là ra mua đồ luôn để sang hộ nhau nấu nướng. Phòng trọ của anh Đắc cũng không to, căn phòng chỉ nhỏ nhỏ thôi, nhưng cũng có bếp núc đàng hoàng. Sinh viên xa nhà có ngày trầm ăn uống với nhau có hơi ồn ào một tí, nhưng xung quanh cũng chẳng ai để ý hay trách mắng cái gì. Nói chung là thoải mái hơn ở trong trường nhiều lắm. Chị Thu, bạn nữ duy nhất trong nhóm, thì đảm đương nhận nấu nướng gần hết tất cả. Do ngày mai cũng được nghỉ nên cả nhóm còn mua rượu bia về uống với nhau. Mấy sinh viên thì cũng chẳng có tiền nhiều nên ăn mấy món đơn giản thôi. Cơm canh, cà, thêm tí nem tráng với nem thính ăn là sướng lắm rồi. Ngày đi học, chịu đi làm trang trải cuộc sống sinh viên cũng đâu có dễ dàng cái gì. Có khi cả tháng ăn mì đến nóng nổi mụn khắp người luôn đó chứ. Dọn mâm cơm xịn sò với sinh viên ra, nhóm bạn ngồi quay quần lại với nhau, ăn uống trò chuyện. Anh Duy thì khen chị Thu mãi, do cả nhóm thì chỉ có mỗi chị ấy học giỏi nhất, cũng như làm ăn cũng khá nhất. Tuy cả nhóm có một đứa con gái, nhưng ai nấy đều nói chuyện rất thoải mái. Chị Thu cũng chẳng e dè như những thằng con trai khác, mà nhiệt tình bơm chuyện với lũ con trai, chẳng hề dè chừng cái gì cả. Ăn uống no say được một lúc thì cả lũ nằm lăn lóc ra khắp phòng. Chị Thu đi dọn bát đũa rồi mới ngồi xuống bên cạnh đám bạn mà bấm điện thoại. Chị lây lây anh Đắc bảo: "Ê, chúng mày ra hộ chơi không? Ra ngồi thế cho mát, chứ trong nhà hoài ngột ngạt lắm." Anh Đắc cũng gật đầu, rồi đá thầy, anh Duy cùng với mấy người khác: "À, vậy đi chơi cho tỉnh đi." Cả đám ngồi dậy. Anh Duy hai mắt vẫn díu lại, nhưng cũng đứng lên đi theo lũ bạn của mình. Cả nhóm ra hộ điều hòa trong thành phố. Ở đây đèn điện sáng trưng, còn làm sân để chơi ba tin nữa. Ngồi chơi tầm nửa tiếng thì anh Duy bảo buồn ngủ cho nên đòi về. Cả đám cũng chẳng ai giữ, kệ anh ấy cứ đi đâu thì đi. Sáng hôm sau, chị Thu gọi điện cho thầy tôi, bảo hôm qua thấy mấy bạn bên khu ký túc xá Nam, khoa thể chất, bảo rằng không thấy anh Duy về phòng. Chị cũng lo lắm, nhưng gọi mãi chẳng thấy anh nghe điện thoại, mới báo cho cả đám biết được. Thầy tôi nghe vậy thì lập tức liên hệ cho anh Đắc, anh Tùng và anh Hiếu. Cả 6 người gọi nhau ra phòng trọ của anh Đắc để cùng đi tìm anh Duy. Sợ rằng đêm qua say quá, anh lại đi đâu bị cảm thì không chừng. Mấy người mỗi người một cái xe máy
lái quanh quanh khu từ hồ về tới trường để tìm bạn. Vừa đi vừa hỏi han những người xung quanh nữa, mà vẫn chẳng ăn thua, làm cho cả đám lo lắng lắm. Tới trưa trưa thì chị Thu gọi cho những người khác biết là mình đã tìm thấy anh Duy rồi. Cả bốn người còn lại chạy ra chỗ chị Thu thì thấy anh Duy ở đó thật, nhưng người ngợm bẩn từ đầu xuống chân, tay còn cầm đôi dép, trông không khác gì thằng bụi đời. Anh Duy ngồi im nhìn đám bạn một lúc mới nói: Sao tụi bay nhìn tao ghê vậy? Anh Đắc lên tiếng: Trời ba ơi ba, nhìn lại mình coi. Đêm qua đi chơi không về nhà, chui rút chui đâu mà trông không khác gì con chuột cống. Làm bạn bè lo lắng tìm mày từ sáng tới giờ, chưa có cái gì bỏ bụng luôn nè. Anh Duy nhiều mắt gãi gãi đầu: Qua tao đi chơi vui mà, tao với bọn mày đi chung, rồi còn về trường ngủ nữa mà. Thầy tôi lên tiếng nói: Mày sai quá, nên nhìn thấy ảo giác rồi đó. Không không, rõ ràng tao tỉnh. Tao với chúng mày đi chơi chung rồi còn selfie nữa mà. Ông tin không? Tao lấy ảnh ra cho bay coi nè. Nói xong, anh Duy thọc tay vào trong túi áo lấy ra cái điện thoại. Anh mở album lên để cho cả nhóm bạn xem. Và tất cả mọi người lạnh hết cả người đi khi nhìn thấy tấm ảnh của anh Duy. Anh cũng thất thần đặt vội cái điện thoại xuống đất. Anh Tùng gặn giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi anh Duy: Mày chắc mày tỉnh không vậy Duy? Anh Duy gật đầu dậm chân: Tao lúc đó tao tỉnh thiệt mà. Anh Hiếu quát lên: Mày tỉnh mà đêm hôm qua mày lại đi chụp ảnh với cái bi mộ sao cái thằng này? Thì ra mấy tấm ảnh trong điện thoại của anh Duy toàn là ảnh chụp của anh với mấy cái bia đá khắc tên. Có cái còn treo rõ cả ảnh nữa. Ảnh chụp còn mờ mờ ảo ảo. Gương mặt của anh Duy trong tấm ảnh trắng giả ra, hai mắt thâm tím, ngó đầu vào camera, trông rất kỳ quái. Cả đám đưa anh Duy về cho anh tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng anh ấy lại ở trong phòng tắm rất lâu. Mấy người bạn ngồi chờ bên ngoài đợi anh ra để hỏi chuyện. Thấy vậy thì bất an gõ cửa phòng tắm xem xét, nhưng không thấy anh đáp. Bất quá anh Đắc với thầy tôi phải tông cửa xông vô thì mới thấy anh Duy đang nằm bất động dưới đất, đầu gác lên bồn cầu, tay buông sổng xoài xuống. Cả nhóm bạn sợ quá bế anh ra ngoài giường, rồi nhờ mấy bạn cùng phòng gọi đội y tế đến xem hộ. Mấy cô giáo nghe thấy chuyện thì cũng chạy sang. Một cô trong đội y tế kiểm tra một hồi thì bảo là anh Duy bị thiếu khí cho nên mới ngất đi. Nhưng chẳng ai biết tại sao anh lại bị thiếu khí, trong khi tất cả vẫn diễn ra một cách như bình thường. Anh Duy tỉnh lại mới kể cho nhóm bạn nghe là vừa rồi đang tắm, có một ông già nào đó ấn đầu anh vào trong bồn cầu, làm cho anh bị ngợp nước. Nghĩ lại bây giờ vẫn còn thấy kinh tởm. Chị Thu mới bảo anh Duy nên đi lên chùa nhờ sư thầy cầu bình an cho, vì chị nghĩ anh bóng vía rất kém nên mới bị người âm quấy phá như vậy. Chưa kể hôm qua còn là rằm tháng 7, tháng cô hồn, nên chắc đêm hôm anh Duy đi về một mình đã bị họ dẫn dụ đi cả vào trong nghĩa trang chơi với họ. Cả nhóm nhất trí xong thì đèo anh Duy lên chùa luôn, chứ để đêm dài lắm mộng. Vào chùa thì cả nhóm thành tâm thắp nhang rồi ngồi nghe kinh Phật. Sư thầy giảng đạo rồi tặng cho anh Duy một cái vòng lấy may. Anh Duy bảo ban đầu mới lên chùa thì thấy tức ngực khó thở lắm, nhưng chỉ một lúc thôi đã cảm thấy dễ chịu, nhẹ người hẳn ra. Xong xuôi thì cả nhóm mới yên tâm ra về, và cũng chẳng ai dám đi chơi vào ban đêm nữa. Nhất là vào tháng cô hồn thì có cho tiền thầy của tôi cũng chẳng dám ra khỏi nhà vào buổi tối, vì sợ gặp phải những chuyện giống như anh Duy năm xưa gặp phải vậy. Và đó cũng là câu chuyện cuối cùng trong những câu chuyện ma thầy kể lại của tác giả Mai Anh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.